Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một cái mẫu xe mới, một chiếc xe phân khúc hạng A, form dáng hatchback nhỏ gọn, di chuyển dễ dàng. Dòng xe này thì chạy rất là bền rồi, mang thương hiệu đến từ Nhật Bản. Và đây chính là một chiếc Honda Brio sản xuất vào năm 2020, số tự động, xe trang bị động cơ là 1.2. Chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu, lành xe, giá rất là rẻ. Một thương hiệu đến từ Nhật Bản, nó mang lại cho anh chị em sự bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng mà giá thành thì chỉ ngang với chiếc i10 thôi. Chiếc này thì cảm giác lái cũng như là lái thử chiếc này thì rất là sướng. Nếu bác nào đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng bên em để lái thử chiếc xe này, cảm nhận cái cảm giác lái của nó sướng hơn i10 rất là nhiều, nhưng mà giá thì cũng chỉ tầm i10 thôi. Và sau đây thì em sẽ đi vòng quanh xe một vòng để cho anh chị em ngắm tổng thành form dáng sơn xi của chiếc xe phân khúc hạng A của dòng Honda này. Đầu tiên thì xe trang bị cụm đèn halogen, các bác nhìn gương kính của đèn thì trong vắt rồi, không có hiện tượng mờ hay vẩn đục. Xi nhan được tích hợp trên gương. Xe được trang bị 4 đa năng đúc, đa chấu, dạng phoe, cực kỳ là cứng cáp. Và em này thì được trang bị một cái lớp sơn màu trắng ngọc trinh nhá, rất là đẹp. Đằng sau xe thì đã có trang bị camera lùi rồi, đèn đóm đằng sau còn rất là mới. Xe đời cao siêu lướt, đời 2020. Lốp theo xe còn nguyên cả dàn luôn. Đấy. Máy số nguyên zin nguyên bản, cột kèo keo chỉ zin đét. Và cam kết với anh chị em là xe không đâm va tai nạn ngập nước các bác nhá. Không taxi dịch vụ, xe đẹp không lỗi luôn. Với chiếc xe này chúng ta có thể mua xe về để phục vụ gia đình, hoặc là anh chị em có thể mua về để chạy dịch vụ vận tải khách cũng rất là ok luôn. Bởi vì dòng xe Nhật nó đang rất là bền, cực kỳ là bền. Thực ra thì dòng Hyundai i10 nó là dòng xe thông dụng ở tầm phân khúc hạng A thôi. Chứ còn nói về sự bền bỉ thì dòng xe Nhật này, dòng xe Nhật này thì nó vẫn là một cái điều gì đó khác biệt so với những cái dòng xe Hàn đó nhá. Rồi, như vậy thì em đã đi hết một vòng chung quanh xe để cho các bác ngắm tổng thành, form dáng, sơn xi ngoại thất bên ngoài của chiếc Honda Brio sản xuất vào năm 2020 này rồi. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang giao bán với cái mức giá là 395 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Nếu anh chị em nào quan tâm, xin vui lòng liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại cho anh chị em. Rồi bây giờ em sẽ đi vào bên trong nội thất review, sau khi mà review ngoại thất bên ngoài rồi. Thì nội thất bên trong của xe với ghế bọc da hai tông màu là màu da bò và màu đen, rất là đẹp. Rồi, hàng ghế trước và hàng ghế sau gọn gàng sạch sẽ luôn, đẹp cam đó nhá, quá là đẹp rồi. Táp ly táp lô một màu, xe cũng trang bị khá là nhiều công nghệ. Với hệ thống gương kính chỉnh điện cục điện được trang bị ở cái mặt bậc táp ly cánh bên lái. Vô lăng tích hợp một số phím chức năng rồi, vô lăng tích hợp bàn phím luôn, vô lăng tích hợp bàn phím, còn nguyên lịch sử bảo trì bảo hành của hãng nhá, còn nguyên lịch sử luôn, được chưa? Đấy, màn hình giải trí Android cỡ lớn đã có rồi, em này trang bị cho mình luôn cả camera hành trình nữa, đây, cái camera hành trình đây. Điều hòa thì là điều hòa auto, có điều hòa auto luôn nhá. Chân để nguyên bản theo xe này, chưa? Đấy, nội thất rất là tươi, rất là đẹp, đời cao mà, đời 2020, nó còn rất là mới. Lốp theo xe vẫn còn nguyên cả dàn. Mà các bác để ý này, trên cái la răng đây, trên cái la răng nó vẫn còn nguyên cái chấm sơn đánh dấu này, xanh này, chưa? Lốp theo xe từ đây. Tuần thứ 14 của năm 2020 mà răng rãnh này, nó còn rất là dài dặn. Mua xe về chỉ được dùng thôi nhá. Tuần thứ 14 của năm 2020, ok chưa?
Và bây giờ em sẽ review luôn về mặt chất lượng của xe. Thì có anh nhìn này, phần chỉ trước này, chỉ của cánh trước bên lái này. Đấy, không mất một phần chỉ nào nhá. Và cái con ốc ốc ác này, nó còn nguyên màu sơn nhá. Ốc dòng cửa này, siêu đẹp, tuyệt đẹp luôn. Rất là mới, ốc dòng cửa đẹp. Review đến phần cột này, tình trạng của phần cột cho các bác xem. Thì đây, đấy, cái bản lề gắn trên cột đấy nhá, nó còn nguyên zin. Bản lề trên này, rồi bản lề dưới. Bản này nó là bản RS. Bản RS là bản cao cấp nhất của dòng xe này nhá. Bản RS là cái bản cao cấp nhất của dòng xe này. Đấy, bản lề trên như vậy là các bác nhìn bản lề trên, bản lề dưới nó zin thép rồi, chứng tỏ cái phần cột giữa ở bên lái là còn nguyên zin, chưa xảy ra đâm đụng va chạm gì. Và đang ở đây thì em nhân tiện em sẽ mở luôn. Đấy, lắp cabo dài, lát sẽ review cho anh chị em. Bây giờ xuống phần cánh sau bên lái, thì ở đây là phần chỉ này. Đây. Đi chặt rồi ở hai cái con ốc bản lề trên, bản lề dưới là rất là ok luôn nhá. Và đây này, ốc dàn cửa này, nha, còn nguyên màu sơn. Ốc dàn cửa còn nguyên màu sơn nhá. Đấy. Xuống phần cốp xe này. Với mặt cốp xe này, các bác nhìn cái phần máng nước này. Đấy. Form dáng nó không có hiện tượng là lệch lạc về form, về dáng anh chị em nhé. Không có hiện tượng là lệch lạc về form, về dáng. Đấy mà máng nước bên lái này. Còn đây là cái phần máng nước bên phụ. Được chưa? Đây là cái phần máng nước bên phụ. Nó không có hiện tượng là lệch lạc về form, về dáng. Được chưa? Vâng, em quay đến phần chỉ trong này. Quay phần chỉ trong nhá. Đấy, zin chưa? Nguyên zin nhá, nguyên zin nguyên bản. Ok chưa? Rồi. Bây giờ thì em sẽ xuống phần chassis gầm bệ này. Chassis không gầm gầm bệ. Đây. Đấy. Chassis khung gầm của nó chắc chắn cứng cáp. Đời 2020 thì chắc chắn là không có hiện tượng là han rỉ mối mọt rồi. Đấy. Không có hiện tượng là han cắt ghép nối nhá. Không có hiện tượng han cắt ghép nối gì luôn. Đấy. Rất là đẹp. Em đi sang phần tân biên phụ này. Đầu tiên là cái phần cánh đằng sau kia bên phụ. Đấy, để có nhìn những cái đây, những cái chấm sơn xanh xanh này, thì cái ốc răng cửa nó còn nguyên nhá, nguyên cái màu sơn luôn. Được chưa? Bỏ qua đến phần chỉ này. Phần chỉ đấy nhá. Lên phần cánh trước. Lên phần cánh trước bên phụ này. Thì đây. Đấy, chấm sơn xanh xanh nó còn nguyên đây. Nhá. Đây là phần chỉ này. Nguyên chỉ đấy, nguyên zin, ok chưa? Nguyên zin nguyên bản. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ.
Đấy, đi vào trong phần khoang động cơ này thì các bác nhìn cái phần ốc chân máy này. Đây, còn ốc chân máy của em nó còn zin đét luôn nhá. Ốc chân máy còn zin đét, vẫn còn nguyên. Ốc màu, nói chung là ốc màu nó còn nguyên nhá. Đây, đoạn này này, ốc màu các thứ còn nguyên này. Máy số zin đét nhá. Máy móc còn nguyên zin nguyên bản. Tất cả những cái này, ốc ụ giảm sóc này cũng còn nguyên màu sơn, zin đét hết rồi nhá. Đây, những cái chi tiết nhỏ nhỏ này còn nguyên màu sơn hết, máy số zin nét nhá. Két nước này. Đấy, két nước rồi nhá. À. Màu sơn vẫn còn EC. Giờ ngay cả đèn này. Cái chấm sơn đấy nhá. Đánh dấu hai bên đèn ở chấm sơn nhá. Này. Được chưa? Còn hộp số, máy móc thì vẫn còn nguyên zin đây. Máy số các thứ nhá. Tất cả những cái con ốc này nó vẫn còn nguyên màu sơn, chưa có hiện tượng là thám mở ốc. Được chưa? Đấy. Đèn, phần đèn này, phần két nước này vẫn còn nguyên màu sơn này. Ốc ụ giảm sóc bên phụ rồi thì em quay ốc ụ giảm sóc bên lái. Ở đây. Đấy, cũng còn nguyên luôn nhá, nguyên màu sơn. Xe zin đét luôn. Được chưa? Và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể quý anh chị em một chiếc Honda Brio sản xuất vào năm 2020, số tự động, xe trang bị động cơ là 1.2 bản RS, bảng cao cấp nhất, phân khúc hạng A, nhỏ gọn, di chuyển dễ dàng, tiết kiệm nhiên liệu, chạy cực kỳ là bền, mang thương hiệu đến từ Nhật Bản. Hiện tại chiếc xe này bên em đang giao bán với giá là 395 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Anh chị em nào quan tâm liên hệ trực tiếp về cho Súng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Còn bây giờ thì em xin phép được kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.